của mình là GT2024 nha, thương hiệu của Nanomax nha mọi người. Ra tới 5 tất lực, công suất cực kỳ lớn luôn, công suất tới 820W nha. Cái này ra 5 tất thì mình có thể hát kho đám tiệc nè, hay là kiểu như bàn và tập 10 bàn đổ lại là cũng chơi ra này ok nha mọi người nha. Ra thiết kế rất là tân tiến luôn, trời ơi. Cái mic K12 là sử dụng pin sạc, có một cục pin bự thì là bự lớn này, nó sẽ không, nó sẽ đỡ cái tiền, cái chi phí mà mình mua pin, kiểu như đang hát nửa chừng mà tự nhiên cái hết pin phải đi mua đó. Còn cái này là hết pin là mình cắm sạc và chờ sạc tiếp thì dùng luôn vẫn được luôn nha em. Loa này thì cũng được hỗ trợ là kết nối Bluetooth 5.0 nha mọi người, nó có thể kết nối xa tới 15m ha. Đa phần các dòng loa hiện tại bây giờ đều là sử dụng Bluetooth 5.0 hết. Cái này là 3 đầu tiếng luôn, cái là xịn sò cả nào người biết rồi đó. Mình tìm một cái dòng mà để mình kết nối mình cho sự kiện nè, và tiệc công gì đó mọi người, thì con loa này rất là ok ha. Cái loa này mọi người nhìn từ xa là thấy sực sang đó là đúng không? Nó bằng gỗ SGU ha. Đó, quay gỗ luôn. Nói im tuyến rồi lắp ránh rất là thật nha. Thật ngô, sơ có lẽ mọi người mài mịn rồi xong rồi còn sơn thêm lớp ống ở trên nữa mà không có sợ là bị mối mọt ăn nè. Đó, cái thuộc loa rất là đẹp đúng mọi người. Đúng mà quên, đang quay nha, kho mặt nè bạn. Quay kho mặt cho ra thì trong từng chi tiết bên em trong phần mô tả đã có rồi trong phần mô tả thì bên em có để tất cả hình ảnh rồi nha. Trên cái bông mạch thì mình có thể điều chỉnh được âm lượng của mic nè, của nhạc, cả echo, reverb hay là mid bass ghép thì mình đều có thể điều khiển được hết luôn nha. Rồi ở trong cái thùng loa thì nó cũng có sẵn cho mình cái hướng dẫn sử dụng, thì mình có thể theo cái mà họ chỉnh sẵn á, thì mình theo đó mình chỉnh cũng được.